Bấy giờ Thế Tôn dùng thần lực hộ trì pháp tạng bát nhã và làm mật đà thâm sâu vô thượng vi diệu, khiến cho bọn ác ma không thể nào làm hoại diệt được. Lại dùng oai lực hộ trì người có thể giữ gìn và tinh tấn tu hành pháp tạng này, giúp họ các đứt lưới ma được giải thoát để sự tu hành của họ mau đạt đến cứu cánh.